Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh LB Audio đã mặc ở xuân tay. Hôm nay em sẽ nói về cái con 9140 đến từ thương hiệu của Hitachi. Và đây là phiên bản xuất cho thị trường châu Âu nha. Năm ra em nó sẽ sử dụng được điện 220W. Đồng thời những tiêu chuẩn âm thanh của nó cũng theo cái tiêu chuẩn của châu Âu luôn. Nghe rất là hay, bass sâu, độ chi tiết rõ và chơi được nhiều theo loại nhạc, đặc biệt là những cái nhạc mà mạnh á, disco này nọ là quá tuyệt vời luôn. Tại vì đây là một model mà thuộc top những con đài hay nhất mọi thời đại mà. Ok, em sẽ quay cho mọi người xem trước, sau đó em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của cái con này. Đây. Em này là một cái dạng bơm bóp ba cục rời và chúng ta có thể tách biệt ra hai loa như thế này. Ok. Bây giờ em sẽ tắt nguồn và em mở ra cái phần này cho anh em xem. Khi mà chúng ta gạt qua cái này nè, chúng ta đẩy lui nó cái là chúng ta có thể lấy được cái phần này ra. Và đây là cái phần loa của chúng ta. Anh em thấy không? Khi mà chúng ta gắn vào á, chúng ta không có cái dây kết nối ở đằng sau. Đây là một trong những điều mà bản thân em rất là thích ở chiếc máy này. Chúng ta chỉ cần gắn vào thôi là tự động nó kết nối loa luôn và không cần phải dây nhợ lung tung. Cái điểm đặc biệt thứ hai là để làm cho cái nhu cầu của cái người sử dụng được đa dạng hơn, hoặc là họ có thể đem cái phần loa này ở những cái vị trí khác và đầu ở một vị trí khác, thì ngay chỗ này em nó có thể sử dụng cái dây đây là sử dụng dây này luôn. Thì để anh em có thể là gắn ở cái cổng này, chúng ta sẽ có một cái lỗ nhỏ ở đây và chúng ta gắn vào ngay chỗ này ha. Rồi khi gắn như vậy thì chúng ta có thể đem cái cục loa đi trưng bày ở một cái vị trí khác là tùy theo cái sở thích của người dùng thôi, còn không thì chúng ta sẽ gắn vào, không thì chúng ta cắt cái này ha, rồi xuống đó chúng ta sẽ gắn vào như thế này, đẩy lên một phát rồi nó trở thành một cái bơm bóp bình thường, không cần dây kết nối nha, vẫn là một cái dây này thì nó vẫn ra tiếng đây. Bây giờ em sẽ bấm lên. À, cùng với lại bố của chị, chị chính là cô con chú bố đáng nhớ nhất, đáng nhất không mắt của bố. Thấy không? Là nó tự động nó nhận luôn, không cần phải qua một cái kết nối loa nào cả. Rồi đó là cái 10 điểm khá là hay của cái con Hitachi 9140 này đem lại. Còn cái việc hay thứ hai đó là cái chất lượng âm thanh của em này cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ em sẽ test khả năng chơi âm thanh của em nói cho anh em nghe. Rồi mời anh em thưởng thức nha. Đầu tiên để chơi em này thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn ở trên đây như này, và toàn bộ những cái phím khiển hay là phím bấm của nó đều tập trung ở mặt trên. Bass nè, chép nè, volume, ba lăng, và chúng ta sẽ chuyển qua đây là phần băng cassette và đây là ngay chỗ rồi radio. Rồi thưởng thức tiếp. Trong lành không phải tại em, cũng không phải tại anh, tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu, dẫu đi trong chuyến tàu người về bên khác nhau, không hẹn đến nơi nào. Chúng ta sẽ có cái đèn tia phía trước rất là đẹp hơn. Ở đây nó có một cái phiên bản nữa là phiên bản sử dụng đèn vu. Thì tùy theo sở thích của anh em thôi. Người thì thích đèn tia, người thì thích đèn vu. Còn phòng phía trên chúng ta sẽ có một cái chế độ âm thanh đó là Lanet. Anh em xem thử cái sự khác biệt của nó khi nghe nhạc nha. Đây là tắt nè. Đây là tăng lên nè, thấy không? Lanet. Âm nó sẽ tốt hơn. Anh em là thích mọc ở đây. Và chế độ city đó. Tình yêu như hoa nở đẹp xinh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chơi radio thử như thế nào. Radio bắt hay lắm nha. Mối quan hệ đó, cho dù là nghe rõ, rất là yêu thương nhau. Ví dụ như mẹ và hai vị có một sự kết nối với nhau rất là tốt, thưa các bạn. Tuy nhiên, sự khác biệt về mặt thế hệ, về mặt quan điểm sống sẽ vẫn xảy ra những cái sự tranh luận nhất định. Thì thông qua những cái chuyến đi như vậy đó, trong lúc mà mẹ đang vắc xin và sẽ đại biểu giới sáo về công tác lý luận phê bình trong những năm qua, cũng như là những cái gì mà sẽ hướng tới khi mà hội thảo kết thúc ạ. Chủ đề lớn và cũng là khá rộng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chơi được ba kênh, đó là FM, MW và LW. MW nó là cái AM nhé. Còn ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối như Line In và Phono. Đây là cái đằng sau của em nó.
thì chúng ta sẽ có một cái cổng, đó là cổng bông sen, là cổng này sử dụng để phono, và cái cổng này là cổng red, là cái cổng dùng để chúng ta ghi băng. Có thể hai cái cổng này đều là có thể lấy vào cái phần đầu vào được hết. Nếu mà anh em chơi cái phần đĩa than thì có thể kết nối thêm cái thằng GND này nè, đó là một cái cổng dây mát. Rồi ra đằng sau thì chúng ta cũng sẽ có cái nắp pin nữa đây, pin còn rất là mới và đẹp. Ok, anten, và đây là cái anten của nó ha. Chúng ta có thể gặp lại rồi sau đó xuống như này. Đây là chiếc máy, máy có thiết kế rất là gấu. Con này thì có thể chơi được ba loại băng, đó là normal, CR2 và băng metal. Em sẽ top chữ này trước. Đấy, rất là đẹp. Đây, mình em chiêm ngưỡng thử thiết kế của nó. Rồi, đây là một trong những cái chiếc máy cực kỳ đáng chơi nên anh em nên sở hữu và sưu tầm ngay. Âm thanh hay, thiết kế đẹp, mới, rất là hay luôn. Rồi, ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này, hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.